Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá toàn quốc. Hôm nay tục ra một clip gồm một lô cần anh em. Thì lô cần này lô cần Hechi, hàng chị anh em câu trên ghe, trên bè, câu hanh, cháp, có thể câu tôm. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không đúng clip em lên á thì anh em gửi về cho em nhé. Rồi cảm ơn anh em. Nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần dạng này giống lúa rồi, nhưng mà anh em có thể câu dạng Hechi cũng được, câu cảm giác cũng được. Một cây chất liệu carbon. Thì cây này của hàng, để em xem, hàng Unlock. Thì cây này của China sản xuất cho anh em. Đó, hàng của China sản xuất. Thì cây này em lấy từ Nhật về nhé. Tem đầy đủ. Chất liệu là chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon, phen là phen thường, đó, cản ba khúc đời cao, bát là bát thường, bát thẳng, carbon thì carbon sắn, đây, thì cái này nó cứng đâu đó tầm khoảng chỉ có khoảng 5 mm thôi nha anh em, độ cứng chỉ 5 mm thôi, dạng câu cảm giác, câu hành cháp nhé. Cái này nó nặng là 100 g, đọt dài là 2m04 nha nè, dài 2m04, đọt 0.8. thì cái số 1 giá công khai là 400 nha nè, 400 cộng ship cái số 1, cứng khoảng 50. Tiếp theo cái số 2, thì cái số 2 là một cái cần nội địa, gốc này gốc carbon nha mọi người. Đây, manifold gì nè. Đó. Thì cây này một cây bát tà bát thẳng, bát tà bát pussy nha anh em, bát tà bát pussy dài 1m5. Thì cây này em lấy từ thị trường nội địa về. Phen là phen xít, nhưng mà loại là phen hãng nha mọi người, không phải là phen pussy nha. Phen xít thẳng nha. Bóng bóng nè mọi người. Đó. Keo chỉ thì ok hết luôn. Độ dài là 1m5 nha anh em, dài 1m5. Độ cứng cái này khoảng 5 mm thôi nha mọi người. Đó, khoảng 5 thôi. Đây. 5 8 thôi. Đọt khó khá là dịu nè. Đó, anh em câu hanh cháp đến cảm giác câu tôm nhé. Đó, ngoại hình tương đối sạch sẽ, không lỗi gì hết nha mọi người, không lỗi, không hư bể gì hết. Thì cái này nặng 135 g, đọt 0.9. Rồi, giá công khai là 500 nha anh em, 550k cộng ship. Giá công khai là 550k cộng ship mọi người. Đó, cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người một cây cần của Ryobi. Thì cái này một cây Ryobi dài 1m8, đọt là đọt cứng là 10 đến đọt cứng 10 15 nha anh em, đọt cứng là 10 15. Cây này chất liệu là carbon. Hàng của Malaysia sản xuất nha mọi người. Đó, hàng Ryobi Malaysia sản xuất. Phen là phủ si loại xám, đọc cứng là 10 15 nha anh em, cứng 10 15. Cán là cán máy chèo. Phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Bát là bát phủ si sepen. Phen là phen phủ si. Tổng thể ngoại hình còn khá là ok mọi người. Đó, không có xuất sắc gì nhiều. Đặc biệt cái bu của nó là bu xít nè, bu là bu xít. Phen còn khá là đẹp nha anh em. Ngoại hình còn rất là sạch và đẹp. Đó, cái này vẫn cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Hành chấp câu tôm. Đến cảm giác. Cái này dài 1m8, cứng 10-15, nặng là 114 g, đọt 1 ly 3. Giá công khai cây số 3, giá là 600 nha nè, 650k cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Đây mọi người, đây một cây Alpha Taco, hàng của Korea nha nè, hàng của Korea, hàng của Hàn Quốc. Thì cây này mới hình như là dạng hàng trưng bày luôn nha nè, rất là mới luôn. Chỉ này, chỉ nó phen rất là mới, phen pussy nha mọi người, phen pussy là xám, bát là bát pussy japan. Thì cái này dài 1m8, hai đọt, một đọt cứng mừng, một đọt cứng 2 mừng, rất là mới. Phen kèo chỉ rất là mới nha mọi người. Đó.
bu là bu loại xám nha mọi người. Đó, khỏi bàn. Cây độ mới ra đâu đó tầm khoảng 90-93% nhé. Em cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. Nếu hàng mà không giống như độ mới em nói thì anh em cứ gỡ về cho em. Càng sau thì dám đảm bảo với anh em vậy. Chắc là mới luôn. Thì cái này dài 1m8, đọt cứng 10 á là đọt 0.8, đọt cứng 20 á đọt 1.2. Thì giá công khai cây số 4, giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây căn dạng nghệ nhân. Đó. Mấy cây này mới đọc nè, câu nó mới lạ. Thì cây này một cây căn dạng nội địa hàng nghệ nhân. Đó. Đây, tem nội địa cho mọi người. Thì cần này tên thì em không biết đọc tên luôn. Đó. Đây, trên đây nó gồng gồng bay phượng múa như nè. Thì cây này một cây cần carbon, gốc này gốc carbon nha anh em. Dưới đây là gốc, là gốc trúc nha mọi người. Gốc ở đây là gốc trúc nha. Đó, cái này là trúc nha. Đó, trúc Nhật. Đó, được làm lại. Thì sơn là sơn giả trúc nè. Đó. Càng rất là đẹp luôn. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji loại xám 3 đọt dài 1m5. Đó. Càng còn rất là mới luôn. Đó. Đây, nó dính tem trên đây nè, nó dính cái băng keo quá mọi người. Đây, lau ra nha. Đó. Cái mặt sau này mọi người. Đó. Đẹp nha mọi người. Đó. 3 đọt nha mọi người, 3 đọt. Một đọt cứng 5-10, một đọt cứng 10-20 và một đọt cứng 20-30. Đó. Rất là thuận tiện cho anh em câu nhiều địa điểm địa hình mà nó nước chảy khác nhau nha. Đó. Giống như đem theo ba cây đọt này giống như ba cây cần vậy. Thì cái này dài 1m5, nặng là 150g, đọt 1 ly á, đọt cứng là 5-10 nha anh em, đọt 1 ly đọt cứng là 50, đọt 1 ly 2 đọt cứng là 10-20, đọc 1 ly 5 đọc cứng là 20-30 nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 1 triệu. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây hàng hệ. Đó. Thì cây này một cây hàng của Shimano, carbon sẵn 2 da Hibua X, cản là cản mái treo giả gỗ, rất là đẹp luôn. Đó. Gỗ đây, phôi là phôi carbon sẵn 2 da nha anh em. Thì cái này dài 2m1, độ cứng của nó chỉ ra tầm khoảng 10 thôi nha, độ cứng chỉ 10 thôi, 2m1 độ cứng 10, carbon sẵn găng guốc. Thì cái này nguyên zin nha anh em, không gãy đọt, không tháp, không độ chế lại hết. Đó. Cần về nguyên zin sao để về cho anh em luôn. Hippowit hàng nội địa Shimano anh em. Đọt đây, đọt nó ra tập khoảng 50 thôi nha anh em, cứng ra tập khoảng 50 thôi, khá là mạnh. Thì cái này chuyên đánh cảm giác rồi, đó, test đọt cho anh em xem luôn. Thì cái này dài 2m1, đọt là 0.9, độ cứng là 10, nặng là 120g. Giá công khai cái số 6, giá là 1.1 triệu nha, 1.1 triệu cái số 6. Tiếp theo cái số 7. Cái số 7 lên cho mọi người quẳng một cây hàng Shimano, hàng nội địa. Carbon sắt ít. Đây, cản là cản mái treo và cản gỗ. Hàng Shimano. Phen vẫn là phân Fuji loại xám. Hàng nguyên zin. Bát là bát Fuji. Cái này thì dài 1m8 nha mọi người. Cái này thì dài 1m8, 2 đọt. Đó. Sẵn rất là đẹp luôn. Hàng nguyên zin nè, cái này dính bụi mà chưa lau nữa nha mọi người. Đó. Đọt thì Hachi là 100% đọt tháp hết nha anh em. Hachi là 100% đọt tháp hết. Sẽ sau lưng lại cho. Sẵn rất là đẹp luôn. Cái này chia cho anh em câu hanh chạp, câu cá lù đù, cái giò, cái gì à. Đó. Thì cái này nặng là 120g, dài 1m8. Đọt 1 ly 1 á, độ cứng là 50, đọt 1 ly 3, độ cứng là 15 nha anh em, 15-20, đó, nó ghi trên cần đây. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 1.4 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 8,
Cây số 8 lên cho mọi người quẳng một cây cần Hechi của hàng hệ của Shimano. Cây này dài 2m1, carbon 2 da. Thì chiến này về được 3 cây nha anh em, về được 3 cây hàng hệ, hàng khá nâng cấp. Hàng này thì thị trường nó cũng còn rất là ít rồi, rất là hiếm vì nó không có sản xuất nữa. Nên về được những cây mà ngoại hình còn rất là sáng như thế này thì rất là hiếm luôn. Phen là phen Fuji loại xám nha anh em, phen là nguyên zin, chưa độ chế gì lại hết. Đó. Thì cần thì đánh thì bao ok rồi. Đó. Đọt tháp sẽ thì tinh. Hai đọt. Đọt đọt cứng 10, một đọt cứng 20. Đó. Rất là thuận tiện nha anh em. Thì cái này dài 2m1, nặng là 130g, đọt 1 ly 2, đọt cứng là 50. Đọt 1 ly 4, đọt cứng là 15-20 nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 1 triệu 5 nha mọi người, 1 triệu 5 cây số 7. Tiếp theo, giá công khai cây số 8 nha mọi người, giá công khai cây số 8, giá là 1 triệu 5 nha anh em, 1 triệu 5 cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì cái này một cây Shimano hàng của China xuất nhật nha anh em, hàng của China xuất nhật. Thì cái này cứng 30, dài 1, dài 2m1. Thì cây này một cây cần gút. Đó, cần gút Shimano. Đó, cứng 20, dài cứng 30, dài 2m1. Bass là bass Shimano, bass từ cao. Phen là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. Đó. Xem Fuji đỏ xám nè, bộ ship đó, hàng nguyên zin nha mọi người, hàng nguyên zin, được sơn lóng trong, được sơn ánh kim anh em, nhìn rất là đẹp nha, carbon sẵn nha mọi người, đó. Tất cả phen chạy đều nguyên zin hết, carbon sẵn, lóng đọt đây, đó. Sẵn gần gút nha anh em, dạng này câu anh em câu trên bè. Rất là thuận tiện nha, câu hành cháp, câu cảm giác. Anh em có thể lấy đi lua cũng được. Đó, rất là ok nha. Thì cái này dài là 1 mét, dài là 2m1, nặng là 110g, đọt 1 ly 7, thu gọn 77cm, giá công khai cây số 9, giá là 700 nha nè, 700 cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10, cây cuối cùng. Thì cây số 10 là một cây cần của nội địa nha mọi người. Một cây cần rút nội địa này. Đó. Thì cây này cứng mừng, dài 1m8 nha anh em, cứng mừng dài 1m8, chất liệu là liệu carbon, hàng nội địa. Bát là bát Fuji, bát Fuji Japan. Thì cây này rất là mới luôn. Đó, carbon sẵn. Đây nè, chất liệu carbon nha, nó để trên cần luôn nè, carbon sẵn nè, chiếu chói luôn. Phen là phen Fuji, tất cả phen đều đẹp, lỏng đây, rất là đẹp nha anh em. Đây lóng đọt, lóng đọt vẫn là lóng carbon nha anh em. Rất là ok, cứng mừng, dài 1m8, chỉnh cho anh em câu hanh cháp, câu chỉnh bè, chỉnh ghe. Thì cái này nặng là 400, là nặng là 2, nặng là 74g, đọt là 1 ly 2, thu gọn 70cm, giá công khai cây số 10, giá cây cuối cùng là 850k cộng ship nha. Rồi, đó tổng cộng 10 cái cần em lên cho hôm nay, nếu anh em ưng cái nào chốt, lên đại số điện thoại tự động liên hệ của anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.